Thưa quý vị, theo thông tin từ trang The Asahi Shimbun, các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Tokyo vừa giới thiệu một bộ đồ robot giúp những người hành hương Phật giáo ở Nhật Bản có thể đi bộ được nhanh hơn và nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là những người lớn tuổi. Bộ đồ robot này dùng để buộc vào lưng và chân của người dùng. Nó sử dụng 6 động cơ để hỗ trợ chuyển động. Các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu thiết bị này tại Shikoku, Tây Nam Nhật Bản, quê hương của tuyến hành hương Hentro nơi mọi người hành hương theo dấu chân của Ngài Kukai năm 734 năm 835 vị tổ sư sáng lập chân ngôn tông của Phật giáo Nhật Bản. Bộ đồ robot này được đặt tên là Wamek, có nghĩa là người bạn đi bộ, được nghiên cứu và phát triển với sự hỗ trợ kinh phí từ hãng hàng không Odipon Airways. Người tạo ra nó là giáo sư Yuhihiro Miyake, một giáo sư lý sinh tại Viện Công nghệ Tokyo. Bộ đồ robot này có trọng lượng 6 kg. Theo giáo sư Miyake, thì Walmart cảm nhận được dáng đi và tốc độ của người dùng và đồng bộ hóa các động cơ của nó để hỗ trợ người dùng. Giáo sư Miyake cho hay, khi mọi người đi bộ với những người khác, tầm vô thức của họ luôn cố gắng đi cùng tốc độ với những người bạn đồng hành. Ý tưởng tương tự như thế đã được đưa vào bộ đồ robot. Những cuộc thử nghiệm ban đầu đối với bộ đồ robot này đang được tiến hành trong các lĩnh vực liên quan đến du lịch như làm tuyến đường hành hương cư kết nối khoảng 88 ngôi chùa với nhau. Tuyến đường hành hương này rất phổ biến với người cao tuổi và nổi tiếng với địa hình dốc và có nhiều đoạn bậc cấp kéo dài. Trong một lần thử nghiệm vào tháng 12 năm 2021, thiết bị này đã gây ấn tượng mạnh với giới truyền thông. Tại cuộc thử nghiệm này, Mọi người nhìn thấy có hai người đi bộ đường dài. Phía sau có mang theo một thứ trông giống như một chiếc ba lô cùng những dây đai buộc vào hai chân, vai và cánh tay của họ. Hai người họ di chuyển dễ dàng trên đường và cả khi leo dốc. Robot OneMax cũng đã được sử dụng tại các trung tâm y tế ở Nhật Bản và các nơi khác để hỗ trợ trong vật lý trị liệu. Sau khi được tự thân trải nghiệm đi bộ đường dài với robot OneMech, một phụ nữ ở độ tuổi 50 cảm thấy rất tuyệt vời. Cô và chồng đã được chọn để thử nghiệm đi hành hương với sự hỗ trợ của robot KaiMech. Họ đeo robot vào lưng và leo lên một con dốc dài 500m nối từ chùa Mandara đến chùa Susaka trên tuyến đường hành hương của Phật giáo. Cô chia sẻ rằng: "Tôi lo lắng khi bắt đầu đi, vì đầu gối của tôi rất yếu, nhưng sau đó tôi có thể đi lại một cách nhẹ nhàng, thoải mái như những người khỏe mạnh." thật là tuyệt vời. Một người đàn ông khoảng sáu tuổi khác, sau khi trải nghiệm đi hành hương với sự hỗ trợ của robot Walmart cũng đã nhận định rằng nhờ vào sức mạnh của thiết bị máy móc này mà tôi đã có thể bước đi nhẹ nhàng, không bị kho khe gì cả. Giáo sư Miyake chia sẻ thêm rằng robot Walmart giúp người dùng bước đi theo tốc độ của bản thân họ. Tôi muốn người dùng cảm thấy như họ đang tham gia vào chuyến hành hương cùng với ngài Kukai hành hương đến các chùa cổ các di tích phật giáo là một hoạt động một nhu cầu tâm linh quan trọng của người nhật bản nhất là những người đã nghỉ hưu nhưng một trở ngại lớn đối với họ là các điểm hành hương thường ở trên núi đường đi khó khăn nhiều tuyến đường phải đi bộ phải leo dốc leo bậc cấp hy vọng với sự ra đời của thiết bị khoa học kỹ thuật mới này người lớn tuổi ở nhật bản sẽ được thỏa lòng mong ước của mình được đi hành hương chiêm bái được đặt chân đến những nơi mà họ muốn đến